Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng trực tuyến khối 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài chính tả, bài nghe viết người sáng tác quốc ca Việt Nam. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu, các em theo dõi và lắng nghe nhé. Người sáng tác quốc ca Việt Nam. Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Ông sáng tác bài hát Tiếng Quân Ca trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả nước và được Quốc hội đầu tiên của nước ta chọn làm quốc ca. Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm thơ. Ở đây, chúng ta có từ mới là quốc hội và quốc ca. Quốc hội là cơ quan do nhân dân cả nước bầu ra, có quyền cao nhất. Còn quốc ca là bài hát chính thức của một nước dùng khi có nghi lễ trọng thể. Các em chú ý không được nhầm lẫn ý nghĩa của hai từ này nhé. Và đây là hình ảnh của nhạc sĩ Văn Cao. Ông sinh năm 1923 và mất năm 1995. Các em hãy quan sát đoạn văn và cho cô biết những chữ nào viết hoa. À đúng rồi, những chữ viết hoa là chữ đầu câu, đầu đoạn và tên riêng của nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Tiếng Quân Ca. Bên cạnh đó còn có những từ khó là khởi nghĩa và phổ biến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó nhé. Từ đầu tiên, Văn Cao. Văn Cao. Từ tiếp theo, Tiếng Quân Ca. Tiến Quân Ca. Từ kế tiếp, khởi nghĩa. Khởi nghĩa. Và từ cuối cùng, phổ biến. Phổ biến. Bây giờ các em lấy giấy nháp và bút ra, chúng ta sẽ cùng nhau viết từ khó nhé. Từ đầu tiên, Văn Cao. Khi viết, các em lưu ý viết hoa âm đầu tiên của mỗi chữ. Từ tiếp theo, Tiếng Quân Ca. Khi viết, các em lưu ý chỉ viết hoa âm đầu của chữ tiếng. Kế tiếp là từ khởi nghĩa. Các em lưu ý khi viết chữ khởi vần ơi thanh hỏi và chữ nghĩa vần ia thanh ngã. Và cuối cùng là từ phổ biến. Các em lưu ý khi viết chữ phổ thanh hỏi, chữ biến vần yên âm cuối là n. Và trước khi bắt đầu viết chính tả, cô sẽ nhắc lại tư thế ngồi khi viết bài. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. Đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25 cm. Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. Hai chân để song song, thoải mái. B.
Bây giờ chúng ta cùng nhau viết bài chính tả này. Ở hàng đầu tiên, cách lề vỡ một ô ly, viết lỗi và sáu ô ly, viết chính tả. Tiếp theo, ở hàng thứ hai, cách lề vỡ ba ô ly, viết người sáng tác quốc ca Việt Nam. Rồi, bây giờ các em xuống hàng và chúng ta bắt đầu viết nhé. Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Chấm. Cô đọc lại. Nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao. Tham gia cách mạng. Tham gia cách mạng. Tham gia cách mạng. Từ khi còn trẻ. Chấm. Từ khi còn trẻ. Chấm. Từ khi còn trẻ. Chấm. Ông sáng tác bài hát Tiến quân ca trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. Chấm. Cô đọc lại. Ông sáng tác. Ông sáng tác. Ông sáng tác. Bài hát. Bài hát Bài hát Mở ngoặc kép Tiến quân ca Đóng ngoặc kép Mở ngoặc kép Tiến quân ca Đóng ngoặc kép Mở ngoặc kép Tiến quân ca Đóng ngoặc kép Trong những ngày Trong những ngày Trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa chấm 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 bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả nước và được quốc hội đầu tiên của nước ta
chọn làm quốc ca. Chấm. Cô đọc lại. Bài ca. Bài ca. Bài ca. Đã nhanh chóng. Đã nhanh chóng. Đã nhanh chóng. Phổ biến. Phổ biến. Phổ biến. Trong cả nước. Trong cả nước. Trong cả nước. Và được quốc hội. Và được quốc hội. Và được quốc hội. Đầu tiên của nước ta. Đầu tiên của nước ta. Đầu tiên của nước ta. Chọn làm quốc ca. Chấm. Chọn làm quốc ca. Chấm. Chọn làm quốc ca. Chấm. Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm thơ. Chấm hết. Cô đọc lại. Không chỉ. Không chỉ. Không chỉ. Sáng tác nhạc phải. Sáng tác nhạc phải. Sáng tác nhạc phải. Văn Cao. Văn Cao. Văn Cao. Còn vẽ tranh. Còn vẽ tranh. Còn vẽ tranh. Và làm thơ. Chấm hết. Và làm thơ. Chấm hết. Và làm thơ. Chấm hết. Sau khi đã nghe viết xong, các em dò lại lỗi sai của mình. Xem là chữ đầu câu
đầu đoạn và các tên riêng của mình đã viết hoa chưa nhé? Phần tiếp theo của bài học hôm nay là bài tập chính tả. Các em mở sách giáo khoa trang 48 ra và làm bài tập 2B, điền vào chỗ trống vần út hay úc. Thời gian làm bài bắt đầu. Thời gian làm bài đã hết và đây là kết quả của cô. Con chim chiền chiện bay vút vút cao, lòng đầy yêu mến, khúc hát ngọt ngào. Huy Cận. Các em kiểm tra lại bài của mình xem mình đã làm đúng với kết quả của cô chưa nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tập 3. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: rút hay rút, lụt hay lụt. Cô có một số mẫu câu như sau. Bà rút rá gạo vào nồi. Thân cây trúc thẳng đứng. Đó là trận lũ lụt kéo dài nhất. Bé lục lọi khắp nhà. Các em hãy thử đặt câu khác dựa vào mẫu câu mà cô đã gợi ý nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã